Xin kính chào quý vị khán giả đã đến với bản tin Nexport News được phát sóng vào lúc 20 giờ hàng ngày trên kênh YouTube và fanpage của Nexport. Thưa quý vị, bây giờ thì ở trong thời điểm mà Hà Nội đang có cơn lạnh khiến cho chúng ta cảm thấy rất là rét thì hy vọng rằng những thông tin nóng của Nexport News sẽ giúp cho các bạn cảm thấy ấm áp hơn. Đã từ lâu thì sau khi huấn luyện viên Arsene Wenger từ chức, người hâm mộ pháo thủ chưa từng thấy tương lai tươi sáng của đội bóng. Nhưng mà mọi thứ dường như đang được thay đổi kể từ khi mà huấn luyện viên Mikel Arteta nhậm chức, và để đáp trả cho những điều mà huấn luyện viên người Tây Ban Nha đem lại cho câu lạc bộ cũng như cổ động viên thì người hâm mộ Arsenal đã có những hành động được gọi là đầy bất ngờ. Kể từ khi thay Unai Emery trên chiếc ghế nóng tại Emirates, có lẽ không phải nói, chỉ cần nhìn vào những danh hiệu mà huấn luyện viên Mikel Arteta giành được cùng Arsenal thì mới thấy tầm ảnh hưởng của vị huấn luyện viên này lên đội bóng lớn đến nhường nào. Dù đó chỉ là những danh hiệu FA Cup hay siêu cúp Anh, nhưng đó đều là những chiến thắng trước những đối thủ lớn. Đặc biệt, khi có huấn luyện viên người Tây Ban Nha trên băng ghế chỉ đạo thì những trận đấu với top 6 của Ngoại hạng Anh không còn là nỗi lo với pháo thủ. Trong một bài phát biểu mới nhất, Arteta bày tỏ mong muốn gắn bó lâu dài với đội bóng. Và để đáp trả những điều đó, ông nhận được sự đồng tình của các cổ động viên The Gunners. Nếu ông ấy giúp câu lạc bộ phát triển như vậy thì đây có lẽ là quyết định dễ dàng nhất của ban lãnh đạo Arsenal. Hay hãy trao hợp đồng trọn đời cho Arteta. Có thể thấy nếu tiếp tục nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ thì việc cạnh tranh với hàng loạt các đội bóng lớn như Manchester City, Liverpool hay Chelsea là điều hoàn toàn khả thi với pháo thủ. Thất bại thảm hại 2-7 trước Aston Villa thật khó để huấn luyện viên Jurgen Klopp nuốt trôi. Mọi thứ còn trở nên tồi tệ hơn với huấn luyện viên người Đức khi các cầu thủ đã rời Liverpool để về tập trung đội tuyển quốc gia. Điều này khiến ông không có cơ hội để nói chuyện hay chia sẻ với các cầu thủ, và có vẻ như sau một đêm trăn trở và không giữ được trong lòng, huấn luyện viên Jurgen Klopp quyết định gửi tin nhắn văn bản cho toàn bộ cầu thủ Liverpool. Trong bức tâm thư gửi các cầu thủ, huấn luyện viên Klopp chia sẻ: "Thức dậy sau khi nhận thất bại như vậy không dễ chịu chút nào. Tôi quyết định nhắn tin để chia sẻ những gì đã xảy ra với tất cả cầu thủ. Cũng từ thời điểm đó, tâm trạng của tôi bắt đầu tốt lên. Và giờ chúng tôi phải chứng minh những thất bại như vậy sẽ tốt cho đội bóng." Những lời huấn luyện viên Jurgen Klopp vừa chia sẻ càng khiến cho trận đấu derby vùng Merseyside cuối tuần này trở nên hấp dẫn và thú vị hơn. Bởi Everton đang bay cao dưới bàn tay của huấn luyện viên Carlo Ancelotti, trong khi Quỷ đỏ vùng Merseyside cũng đang rất muốn tìm lại chiến thắng sau thất bại muối mặt ở vòng đấu trước. Wow, mới chỉ trôi qua được 1/2 chặng đường thôi nhưng mà chúng ta đã cảm thấy ấm hơn rồi. Và các bạn có thể thấy là bây giờ tôi đã không còn mặc chiếc áo khoác nữa. Chúng ta hãy cùng đến với những thông tin trong nước. Trái ngược với những tin đồn xích mích giữa bầu đệ và huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Quảng Nam là ông Nguyễn Thành Công, thì có vẻ như sau chuyện đã xảy ra tại câu lạc bộ Thanh Hóa, mối quan hệ giữa cả hai vẫn giữ được sự ổn thỏa. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công không chỉ bước vào trận đấu với quyết tâm giành 3 điểm trước đội bóng cũ mà còn là tấm vé trụ hạng của câu lạc bộ Quảng Nam. Đáng tiếc sau 90 phút, những nỗ lực của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công không thể giúp họ có điểm, và trận thua này khiến tấm vé ở lại sân chơi V-League đang ngày càng xa vời với Quảng Nam. Bên cạnh kết quả, điều người hâm mộ quan tâm chính là mối quan hệ giữa chủ tịch câu lạc bộ Thanh Hóa, bầu đệ và huấn luyện viên Nguyễn Thành Công. Sau khi trận đấu kết thúc, mối quan hệ giữa hai người đã có lời giải đáp. Cuối cùng, người hâm mộ đã được chứng kiến khoảnh khắc chủ tịch Nguyễn Văn Đệ ra bắt tay với huấn luyện viên Nguyễn Thành Công. Nhìn hành động như thế này, có vẻ như mâu thuẫn của cả hai đã được giải quyết. Những khó khăn vẫn chưa thôi đeo bám câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Sau Công Phượng, tới lượt cầu thủ mới gia nhập đội bóng vào giữa mùa giải Lâm Tý Phong sẽ không thể tiếp tục đồng hành cùng câu lạc bộ trong phần còn lại của V-League. Chấn thương mà tiền vệ sinh năm 1996 gặp phải trong trận đấu với Viettel tương đối nặng và dự kiến sẽ cần 1 tháng để phục hồi. Theo các bác sĩ, Lâm Tý Phong bị chật khớp khuỷu tay và đã được nắn lại thành công. Và trong ít ngày tới, tiền vệ này sẽ xin đội bóng chủ quản được về sớm để điều trị chấn thương. Phạm Văn Thành được sử dụng. Thưa quý vị, năm 2021 tới đây hứa hẹn sẽ là một năm bận rộn của bóng đá Việt Nam. Sau hàng loạt các giải đấu lớn như vòng loại World Cup, AFF Suzuki Cup phải lùi sang năm sau, thì một giải đấu lớn khác ở bộ môn Futsal cũng đã quyết định rời lịch thi đấu. Sau 3 lần lùi lịch giải Futsal châu Á do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã thông báo quyết định cuối cùng. Theo đó, vòng chung kết châu Á Futsal châu Á 2020 diễn ra tại Kuwait sẽ không thể diễn ra như dự kiến và được rời sang năm 2021. Quyết định này được đưa ra do xuất hiện nhiều ca Covid ở Kuwait trong thời gian gần đây. Theo ông Trần Anh Tú, trưởng ban Futsal Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ngay thời điểm vòng chung kết Futsal châu Á được xác định tổ chức vào tháng 12, chúng tôi đã lên kế hoạch tập luyện đặc biệt khi giải vô địch quốc gia Futsal 2020 kết thúc. Tuy nhiên, với quyết định mới nhất từ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, đội tuyển sẽ có sự tính toán để điều chỉnh cho phù hợp.
chặng đua F1 Grand Prix Việt Nam là điều mà mọi người đều ngóng chờ trong năm nay. Tuy nhiên thì với ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến cho ngày mà những người hâm mộ bộ môn F1 nói riêng và người Việt Nam nói chung được thấy những tay đua hàng đầu thế giới như là Sebastian Vettel hay là Lewis Hamilton thể hiện tay lái của mình ngay tại Hà Nội thì vẫn sẽ là một dấu hỏi. Sau nhiều thảo luận với Liên đoàn ô tô quốc tế và tập đoàn Formula One, sáng nay Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp hội Thể thao xe động cơ VMA và Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Grand Prix chính thức thông báo hủy chặng đua công thức 1 tại Việt Nam vào năm nay. Được biết, quyết định của ban tổ chức xuất phát từ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới. Ngoài ra là các tiêu chí về sự an toàn cũng như tính hiệu quả của các chặng đua. Như vậy, với việc không còn chặng đua F1 Grand Prix Việt Nam, tổng số chặng đua bị hủy do đại dịch Covid-19 trong năm 2020 là 13 chặng. Tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết các chặng đua trên thế giới đều diễn ra không khán giả. Nên quyết định hủy chặng đua vào thời điểm này nhận được sự đồng tình của người hâm mộ Việt Nam. Ban tổ chức cũng cho biết thêm, tất cả những khán giả đã mua vé để xem chặng đua F1 Grand Prix Việt Nam sẽ được hoàn lại tiền. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Bây giờ là mùa đông rồi thì chúc cho các bạn, đặc biệt là các bạn đang F3 thì nên mặc áo ấm và đặc biệt là hãy luôn theo dõi bản tin Nexport News vào lúc 20 giờ hàng ngày trên kênh YouTube và fanpage của Nexport để chúng ta cảm thấy ấm hơn nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.